Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em quay lại với channel của mình. Ok, ngày hôm nay mình sẽ thử test cái nhân phẩm, xem thử mở bao nhiêu cái chìa khóa vàng thì sẽ triệu hồi được cái con tướng mới Matilda này nha anh em. Nhân tiện thì sẽ thử một lần cái cảm giác làm boss, xem thử là cái cảm giác nó như thế nào. Khi mà mình triệu hồi xong thì thường boss thì họ sẽ triệu hồi được tướng xong thì họ sẽ nâng cấp tất cả max skill những con tướng như thế này. Nhưng mà ở nông dân nha anh em mình thì cái việc đó thì là rất là khó, trừ khi là anh em tích tượng cho đủ. Nhưng mà đối với con tướng tím này thì mình nghĩ là ai cũng có thể chơi được cái cảm giác như thế này. Cũng may mắn là sẽ được thử cái cảm giác làm boss một lần, xem thử là cái cảm giác nó như thế nào anh em. Ok, bây giờ mình sẽ thử test cái nhân phẩm trước, xem thử mở bao nhiêu cái chìa khóa vàng thì sẽ triệu hồi được cái con tướng mới này. Sau đó sẽ up max cái skill của nó ở cái cấp level thấp nhất, tối đa nhất, có nghĩa là giới hạn ở cái level 10 hoặc là 20 thì mình sẽ cố gắng mở khóa được tất cả các kỹ năng của cái con tướng này để tiết kiệm điểm kinh nghiệm, đồng thời là thử cái cảm giác làm boss xem thử nó như thế nào. Ok, bây giờ mình sẽ triệu hồi thử cái con tướng này cùng với anh em, để anh em cùng theo dõi nha anh em. Ở cái con tướng này thì anh em mở chìa khóa vàng mới có nó nha anh em. Hy vọng là sẽ không tốn nhiều chìa khóa vàng để có thể mở khóa được cái con tướng đó. Tại vì bởi vì bây giờ mình chỉ cần 5 tượng nữa là mình đủ rồi. Hơn 10 chìa rồi vẫn chưa ra nha anh em. Chưa được một tượng nào của tướng mới hết. Nãy giờ là mình đã mở hình như là gần 40 chìa rồi anh em. 40 chìa rồi mà vẫn chưa triệu hồi được một tượng nào hết. Có nhiều anh em rất là may mắn, chỉ mở một cái chìa khóa vàng đầu tiên là đã đủ 10 tượng triệu hồi luôn nha anh em. Cái này nó tùy cái nhân phẩm của mỗi người thôi. À, đủ rồi anh em, vừa nãy bấm là đủ 12 tượng rồi đó. Đủ rồi nha anh em, nếu mình không để ý đó. Đây nha anh em, nó đây nha anh em, có nghĩa là hồi nãy mình đã mở được 7 tượng trong cái chỗ nào rồi đó mà mình không để ý, cho nên anh em mình không thấy.
Ok, bây giờ mình sẽ triệu hồi nó nè. Đây nha anh em, bây giờ mình sẽ úp nó lên level 10, sau đó úp sao cho nó thì hy vọng là sẽ mở khóa được ba cái kỹ năng, thêm ba cái kỹ năng này nữa anh em nếu mà may mắn. Bây giờ mình sẽ úp level cho nó trước. Đây là đang trải nghiệm cái cảm giác làm boss này anh em. Thường thì boss là người ta úp một phát là max level mấy cái skill này luôn, nhưng mà mình thì từ lúc chơi game đến giờ thì chưa bao giờ được trải nghiệm cái cảm giác đó. Thì chắc là mình nghĩ là số đông anh em cũng như vậy. Thì trong quá trình khai thác được con tướng này thì hy vọng là anh em nào cũng sẽ được thử cái cảm giác đây một lần. Ok, bây giờ mình sẽ úp cái sao cho nó. Đây anh em úp cho nó ba cái sao này. Rồi anh em dùng cái sao to này luôn nha anh em. Đây có nghĩa là cái tỷ lệ may mắn của anh em nó sẽ được đạt tới cái cấp độ sao 4 là anh em mở khóa được 4 cái kỹ năng luôn nè. Nhưng nếu mà cái này là may mắn chứ không phải là cái nào anh em làm nó cũng được như thế này đâu nha. Ok, bây giờ mình sẽ bấm xem mình có may mắn được như vậy không nha. Ok, đã mở được 4 cái kỹ năng rồi nè anh em. Max 4 kỹ năng nha anh em. Ok, đơn giản việc bây giờ là mình chỉ việc up kill thôi, bởi vì cái tượng cam, cái tượng trắng này, tím này nó rất là nhiều nha anh em. Thì cái việc up kill nó cũng đơn giản, nó giống như là mấy boss up tượng cam vậy thôi. Nhưng mà ở đây là anh em mình được trải nghiệm cái cảm giác up tượng tím. Cảm giác nó rất là phê nha anh em, rất là khác lạ luôn á. Bởi vì chưa bao giờ mà mình chơi mà một con tướng ở cấp độ level 10 mình đã có thể up được 4 sao và nâng max skill 4 cái skill cho con tướng. Thực sự kể cả mấy con tướng tím đầu tiên mình cũng chưa chơi được như vậy, do con này là chẳng qua là bây giờ cái tượng tím nó dư nhiều quá nên anh em mới có thể chơi và up được như vậy. Thử nghĩ cái cảm giác mà tượng cam mà anh em úp như vậy thì rất là phê pha luôn nha anh em. Max skill ngay từ level 10. Ok, video clip test cái nhân phẩm mở chìa khóa vàng để lấy tượng tướng Mantida và cái cách đồng thời review cho anh em cái cách up level 10 max 4 cái kỹ năng đầu tiên, max 4 cái skill đầu tiên.
Hy vọng là nếu mà anh em thấy hay thì mình xin một like và một sub kênh để mình có động lực mà làm những video tiếp theo chia sẻ cho anh em. Rồi xin chào anh em nhé.